Chào mừng các em đã đến với trang lời dạy 2.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi luyện tập vận dụng 5, trang 37, sách giáo khoa tuần 6 cánh chơi tập 2. Câu hỏi ở luyện tập vận dụng 5 có nội dung như sau. Tính một cách hợp lý, -2/49 trừ đi mở ngoặc 47/49 cộng 5/3 đóng ngoặc. Vậy thì để thực hiện phép tính này thì các bạn quan sát vào cái phân số thứ nhất và phân số thứ hai, ta để ý rằng nó đang chung mẫu là 49 đúng không? Như vậy chúng ta sẽ nhóm hai phân số này với nhau. Vậy thì để nhóm hai phân số này với nhau thì trước tiên chúng ta phải bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu trừ. Vậy thì các bạn nhớ lại cho cô quy tắc bỏ ngoặc đằng trước có dấu trừ nào. Muốn bỏ ngoặc đằng trước có dấu trừ thì chúng ta phải đổi dấu các hạng tử trong ngoặc đúng không? Cộng thành trừ, còn trừ thành cộng. Vậy thì ở cái câu hỏi luyện tập vận dụng 5 này chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên để thực hiện phép tính này các bạn bỏ ngoặc cho cô. Thì ta có này, -2/49 trừ đi mở ngoặc 47/49 cộng 5/3 đóng ngoặc lại sẽ bằng. Đầu tiên các bạn bỏ ngoặc cho cô. Vậy thì cái phân số 2/49 các bạn giữ nguyên cho cô. Bây giờ bỏ ngoặc thì quan sát này, ở trong ngoặc này phân số 47/49 nó mang dấu dương. Như vậy khi đưa ra ngoài ngoặc nó phải mang dấu âm. Như vậy sẽ bằng -47/49. Tiếp theo phân số 5/53 đang mang dấu cộng, bỏ ra ngoài ngoặc sẽ thành dấu trừ. Như vậy sẽ bằng -5/53. Đến đây chúng ta sẽ nhóm này. Các bạn nhóm cho cô hai phân số có chung mẫu là 49 và một nhóm. Thực hiện phép trừ trước, vậy ta có -2/49 trừ đi 47/49 đóng ngoặc lại. Được kết quả bao nhiêu chúng ta mới trừ đi phân số là 5/3. Rồi bây giờ các bạn tính cho có phép trừ trong ngoặc trước. Thì ta có là gì đây? Chung mẫu thì đúng không? Chúng ta lấy tử trừ từ từ. Ta có -2 trừ đi 47 thì chính bằng là -49. -49/49 trừ đi. Chỗ này các bạn biến đổi thành phép cộng luôn cho cô nhé. Trừ đi 5/3 thì chính bằng cộng với số đối của 5/3 chính bằng là 5/3. Rồi tiếp theo các bạn rút gọn, -49/49 thì bằng -1. -1 mà cộng với 5/3 thì chúng ta quy đồng cho cô. -1 thực chất chính bằng là -3/3. Sau đó cộng với 5/3. Đến đây phép cộng có chung mẫu rồi. Chúng ta giữ nguyên mẫu, chúng ta lấy tử cộng tử, giữ nguyên mẫu là 3. Lấy tử cộng tử là -3 cộng với 5 thì bằng 2/3. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn các em trả lời xong câu hỏi luyện tập vận dụng 5, trang 37, sách giáo khoa tuần 6 cánh chơi tập 2. Các em hãy truy cập vào trang lời dạy 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.